Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt, được cách tân từ áo ngũ thân, và những định hình cơ bản về chiếc áo dài bắt đầu từ thời Chúa Nguyễn ban hành các sắc lệnh nhằm thống nhất lại trang phục xứ Đảng Trong. Áo dài đã trải qua nhiều giai đoạn cải tiến, cách tân để có được hình dáng như hiện nay. Như chiếc áo dài Nam Kỳ cuối thế kỷ 19 có đặc điểm gì khác với áo dài hiện đại? Sự ảnh hưởng của áo dài trong đời sống sinh hoạt của người dân miền Nam như thế nào? Để trả lời những câu hỏi này, bạn Lương Hoài Trọng Tính cùng các thành viên nhóm Đại Nam Hội Quán đã tìm về nguồn gốc của chiếc áo dài. Nói về cái áo dài của Việt Nam ta thì đặc trưng nó sẽ áo dài năm thân và năm nút. Cổ áo thì đứng. Thì áo sẽ phân ra làm nhiều loại khác nhau, nhưng mà có cơ bản sẽ có hai loại. Thứ nhất là áo dài tay thụng và thứ hai là áo dài tay chẹt. Tôi có nhắc tới là cái áo dài tay thụng và áo dài tay chẹt. Thì áo dài này chính là áo dài tay thụng. Cái áo được may rất là rộng và nó được dài tới cái vạt áo phía dưới. Thì tiếp theo cái áo dài tay chẹt thì nó là một cái loại áo dài tay áo nhỏ như thế này. Bận vừa với bàn tay, mà như ông Quỳnh Tịnh Của giới thiệu thì áo dài tay chẹt là áo dài bận thường ngày, vừa với cổ tay để sinh hoạt. Thì áo dài này được may theo kiểu năm thân, tức là ở trước thì ta có 4 thân và 1 thân ở trong, gọi là áo dài ngũ thân, áo dài năm thân. Thì bên cạnh đó nó sẽ có 5 nút áo được cài như thế này, thì tượng trưng cho ngũ thường của Nho giáo như hồi nãy chúng ta cũng đã giới thiệu. Thì ở trên đầu thường, đối với người nam thì thường quấn khăn. Thì khăn này ngày xưa được quấn bằng một khổ vải rất là lớn, được gọi là khăn thước. Tới sau này thì khoảng những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 thì họ mới dần cải biến để cho nó phù hợp với đời sống xã hội. Thì họ bắt đầu biến những cái khăn đóng, khăn vấn thành khăn đóng. Thì chúng ta sẽ thấy đây là cái khăn đóng theo kiểu miền Nam, là nó sẽ có 7 lớp tượng trưng cho 7 vía của người Nam. Ở trước khăn có chữ nhân, và loại khăn này thì là khăn có chữ nhất. Thì đây là hai loại khăn phổ biến nhất, là khăn chữ nhất và khăn chữ nhân. Tính đã cùng nhóm Đại Nam Hội Quán của mình cất công tìm hiểu, tái dựng những tinh hoa văn hóa truyền thống thông qua các chương trình biểu diễn và khuyến khích người tham gia mặc áo dài. Đưa chiếc áo dài thông dụng vào đời sống thường ngày hơn là loại trang phục chỉ mặc trong các dịp lễ hay sự kiện đặc biệt. Muốn áo dài có thể được người hiện đại chấp nhận và cũng như là càng ngày càng tôn lên cái giá trị truyền thống của nó, thì điều tất yếu là chúng ta phải làm cho cái áo dài càng ngày càng đẹp hơn, mà không phải bằng cái cách tân mà biến đổi hoàn toàn áo dài, mà chúng ta sẽ dựa trên cái nền tảng đó. Áo dài có thể như là một dạng trang phục truyền thống mà có thể bận vào thường ngày, cũng như là mọi người có thể bận áo dài như là một cái y phục thời trang thôi, chứ không phải áo dài chính là một cái gì đó quá cao xa, chỉ là những người cúng đình hoặc là những người đền miếu hội chợ vân vân các thứ có thể bận được áo dài. Mà áo dài thực tế là nó chính là đời sống của chính những người dân. Áo dài là cái y phục thường ngày của mọi người có thể sử dụng, nhưng mà nó phải được may chỉnh chu, phải được sử dụng những chất liệu rất là đẹp, rất là tốt. Thì đó, thứ nhất là tôn lên cái vẻ đẹp truyền thống của Việt Nam. Thứ hai chính là cách để bảo tồn áo dài, thì nó sẽ không làm cho cái áo dài trở nên lem lúa, không làm cho áo dài trở nên quá màu mè. Thì đó chính là cách giữ lửa cho mọi người. Thì chúng tôi muốn tạo lên cho mọi người cảm thấy cái sự yêu thích về cái áo dài, và có thể nhìn thấy áo dài một cách đẹp hơn, một cách truyền thống hơn, để cho mọi người có thể càng yêu mến. Thì mọi người yêu mến thì mọi người có thể tiếp cận được với áo dài và có thể bận áo dài. Thì bên cạnh đó thì mọi người càng yêu thêm về cái nét đẹp của chiếc áo dài nói chung và của đất nước Việt Nam nói riêng.